hội đồng hương, hội người Việt từ thành phố Cạp Sơn và Hannover và vùng phụ cận và tất cả từ Việt Nam cũng có người sang đây. Vâng, hôm nay là ngày mừng Giáng sinh của hội Cạp Sơn tổ chức. Trước hết là Thanh Nga cũng là một thành viên được đến tham dự chương trình. Xin thay mặt cho tất cả những người không phải là người hội Cạp Sơn mà đã có chung vui hôm nay, sẽ cảm ơn ban tổ chức của hội người Cạp Sơn, cảm ơn của gia đình chị Uyên đã cho một cái cơ hội để cho anh em, chị em, bạn bè gần xa được gặp nhau, giao lưu hàn huyên. Và chúc cho mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe và tương lai sáng lạn. Hãy cho một tràng vỗ tay cổ vũ đi ạ. Vâng, một tiếng hát từ quê hương chắc nói đến trèo, chắc mọi người cũng không có lạ gì. Và để mang lại cái hơi ấm của quê hương, Thanh Nga xin gửi đến quý vị bài hát trèo, hát về Tổ quốc hôm nay, theo điệu là Đường Trường Thu Không của soạn dạ, soạn lời Bùi Văn Nhân. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Cho em một tràng vỗ tay để phải hồi hộp đi nè. Quý vị có thích nghe trèo không? Có nghe không ạ? Vâng, thế thì cho phép Thanh Nga trình bày bài hát trèo, hát về Tổ quốc hôm nay, soạn lời Bùi Văn Nhân. Vâng, trèo thì cũng không trèo cao đâu, trèo thấp thôi, trèo đò đưa thôi. Nhưng mà bác Hiền còn đang chưa tìm được đò máy trèo ở chỗ nào cả, thế em cũng quậy tí cho nó. Bà con hôm nay thấy về Giáng sinh của Cạp Sơn có vui không ạ? Không khí có vui không ạ? Vâng, trên 200 khách mời thì sao có lẽ là chúng ta... Bài gì nhỉ? Hãy hát lên, đi ạ. Cái gì cũng được. Non nước ơi hãy lắng tai nghe, cung đàn tiếng hát hôm nay sao rộn ràng, vui hát chung câu hát câu ca, đón mừng Noel đến xuân sang sắp hòa tan. Thôi em chẳng hát nữa, hát nhiều quá các bác này không nghe chèo. Cứ hát đi, nghe cả trèo, nghe cả chị hát. Một lời hát ru và cũng đón nghe một làn điệu trèo cũng mới để ca ngợi quê hương đất nước đang đổi mới, đang thời kỳ đổi mới. Và cũng theo lời kêu gọi của một người soạn giả, chúng ta là những người con đang sống xa quê cũng được sự may mắn là được sống trên một đất nước văn minh hiện đại, và có chúng ta nên chia sẻ cái niềm vui cùng với những người con đang sống quê hương có những cái hoàn cảnh không được may mắn như chúng ta đang ngồi đây. Vâng, và bài hát này sẽ kéo dài trong 1, 2, 3, 4 giây, 5, 7 phút nữa. Đất mẹ con để nhớ nụ cười em gái thu nề quê.